chị chùa mình mới có thôi. Bình thường lá tốt thì một lá nó đứng được không chú? Được chứ. Lá cái nào chú chụp cái. Nó chịu được trọng lượng tối đa là bao nhiêu? Nói chung là cũng cũng cực kỳ hay. Có mấy người người ta không biết, người ta thấy lá sen nó đứng được, không có cái mâm bay lên lọt xuống nước. Ôi, cắt đi ra một cái máy CNC ha. Lập được lập trình sẵn. Rất nhanh nha cô bác anh chị. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị. Thì theo cái hành trình gông gũi của Bùi Hồ thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện tại Nha Mân, huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp để quay cho cô bác anh chị xem về cái ngôi chùa lá sen đặc biệt như thế này, có thể cõng được người. Đây có rất là nhiều khách tham quan thầy cô. Ở đây thì đây là khuôn viên bán kính của những cái lá sen. Cái diện tích của cái đường kính của nó thì khoảng khoảng hơn 1 mét. Đây cô bác anh chị sẽ thấy thì những cái lá sen này nó rất là, cái lá sen này thì nó độ dày của nó ở ngoài này nó sẽ có một cái phần ngoài này là phần gai. Nghe nói đây là lá sen Nam Mỹ nè, nên cái phần gai chúng ta có thể nhìn thấy rõ ngoài này. Và điều đặc biệt là nó sẽ dày hơn, nó sẽ dày hơn những cái lá sen nhỏ bình thường ở quê thương Hương Thá Mười. Đó là cái lá sen nhỏ kia, nó còn gai rất là nhiều. Và khi mà chúng ta đi đến đây, đến ngôi chùa này, thì chúng ta có thể bước xuống những cái lá sen như thế này để mà nó có thể cõng mình lên. Đứng ở trên mặt cái mặt nước. Nhưng mà đến cái thời điểm bây giờ thì khi mà không có một cái mâm để lên á thì mình không thể nào đứng lên một cái lá sen này được. Mình phải có một cái mâm để cho nó chịu lực. Mình để lên cái chân lên nó có bị chìm cái lá không? Bị chìm cái lá đúng không? Thì ở đằng trước nó, khi mà mình bước vào cổng đằng trước nó vẫn có những cái lá sen này đó, và ở ngoài sau thì nó sẽ, số lượng lá sen nó sẽ nhiều hơn. Và đó là những cái bông sen đó cô bác anh chị, cái bông sen màu trắng trắng nhỏ nhỏ đó, đó là những cái bông sen nó vẫn có gai, nó vẫn có gai đây nè. Tại vì cái hay ở đây thì đếm được những cái bông màu trắng, bông đằng kia nó đang nở, ở đây có một cái bông nó gần hơn để quay cho cô bác anh chị xem. Đây cái bông sen nè, nó đầy gai chứ không phải giống như là cái lá sen mình, nó ở đây gai này nó cũng tương đối là cứng. Cá đang ăn. Ủa chỉ có lá sen này mình mới đứng được hay là lá nào mình có đứng cũng được? Trồng hai lá mình đứng mới được ha. Cái này mùa này khá là xấu, nó rất là. Dạ. Ủa lá sen này là mình từ Nam Mỹ á gì chú? Lá sen này nè. Nó nguồn gốc nó là ở đâu? Ở đây luôn ha. Chị chùa mình mới có thôi. Bình thường lá tốt thì một lá nó đứng được không chú? Được chứ. Lá cái nào chú chụp cái. Nó chịu được trọng lượng tối đa là bao nhiêu? Một lá ha. Một lá khoảng 7 được chứ anh. Dạ. Mà lấy hồi nó hư à. Hư hả? Ừ, bị nó trao. Dạ. Dạ chú. Em. Thì má cô đâu? Má cô chụp hình đó. Nè, ra đây xuống đi. Giữa. Một lá được mình sử dụng được bao lâu, bao lâu hay chú ha? Một lá hả? Lá dạ. Đứng khéo chừng 20 người. Chừng 20 người. Hai lá thì đứng được tối ngày. Hai lá thì đứng được tối ngày. Rồi làm dáng nha. Ồ nước nó tràn vô. Nó gắt đấy. Mùa này lá nó xuống. Rồi. Dạ. Đổi kiểu đi, đổi kiểu đi. Ôi. Nói chung là cũng cũng cực kỳ hay. Có mấy người người ta không biết, người ta thấy lá sen nó đứng được, không có cái mâm bay lên lọt xuống nước. Để nước vô cả. Dạ, lên vô. Coi chừng rớt xuống nước luôn. Cho con cháu ngoại tôi vô một cái hay với ba nó. Vô đây Như. Nó bị lủng rồi. Không có té đâu. Đó, cái lá này nó có gai. Cái thời gian bao lâu thì cái lá này nó sẽ phát triển đến cái giai đoạn trưởng thành như thế này? Giữa 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi.
ngửi lại đứng được. Dạ. 3 tháng là nó bị hư. Dạ, dạ, nó 3 tháng nó hư gì? Rồi, anh lấy cái 3 tháng này nó sẽ tàn như thế này. Ở cái đìa mình là khoảng bao nhiêu lá chú? Ai biết sao đếm được. Đảo kiểu đi, đảo kiểu cái nữa. Dạ. Mùa này nó mùa nước này đặc thường. Nhưng mà cái nguồn gốc của lá sen này là sao? Là tại mọc tại đây luôn hay sao? Mọc tại đây nó tự mọc. Tự mọc tại đây ha. Rồi nha. Mọc năm 92 đây nha. Hố bơm này là hố bơm nó mọc. À ngày xưa ở đây là một cái hố bơm. Giống như nó bị đột biến ha. Dạ. Ngày xưa ở đây là một cái hố bơm chú nói. Ôi có rất là nhiều bạn trẻ lên đây đứng nè. À, cái hoa sen đó mình có nó có tác dụng gì không ha chú? Hoa sen nào? Cái hoa đó. Dạ. Nó mọc thì bốn năm bữa tại. Anh thèm lên bên ướp trà đó. À, uống. Dạ. Chú làm cái công việc này lâu chưa? Chú làm cái công việc đưa người lên xuống như này lâu. Từ mới chưa có ai giờ. Sao còn có miếng vậy? Dạ. Cho cá ăn học cá nó sao ấy nó dành ăn. Rồi. À, có rất là nhiều người đang đứng lên trên lá sen rồi, như thế này. Đảo kiểu đi. Rồi họ chụp hình. Đưa tay gì đi. Dạ. Rồi, nhanh nhanh lên, nhiều nước quá rồi. Dạ. Một ngày vậy là mình sẽ lấy hai lá. Hai lá. Một ngày mình hái hai lá. Thì sáng nó đứng được đó mà mình ta biết cái thọt nó lủng rách nhóc chân. Dạ. Nghe thấy không giống mới không? Bọn ta tính ra thử coi coi đó. Cái công việc mà mình hái lá là mình lội xuống dưới hả? Lội xuống. Nó có gai giống như sen của mình không? Dạ, dữ bén lắm á. Bén lắm. Ở nè, đụng vô đâm. Dạ, cái lá này nó có gai là đã thấy rồi. Gai dữ lắm chú bộ. Dạ. Gai nó bén lắm luôn á. Cái cọng nó cứ cắt để đặng kìa. Cái cọng nó cũng gai vô đó. Đó, đáng ngồi ngồi con. Đẹp qua bên đằng trước đây được không? Rồi, rồi. Con chụp nó không? Cái đẹp qua đây thì lâu cái gắt bên đây nó vô nước dữ lắm. Hả? Ừ. Rất là nhiều người mà khi mà du khách đến đây thì ướt được một lần lên cái lá sen như thế này. Bước xuống luôn, cô bước xuống luôn. Đứng ngay giữa nó vô. Mấy em đè dắt nó vô nước sao chịu nổi. Ở cây lần đầu tiên mà mình đứng lên, mình nghĩ cái cách mà đứng lên lá sen gì là ai nghĩ? Hả? Vô nước giữ kìa. Ai nghĩ cái cách mà đứng lên lá sen gì chú? Chú hả? Là cái mâm nhỏ rồi đứng ngồi chơi. Thôi lọt à. À. Chú thấy nó giống như một cái mâm. Rồi cái mâm mà đang bưng bàn ăn cơm á, chứ không phải cái này. Dạ. Đó, thả cho cá ăn được không anh? Không thả cho dạ, cá. Dạ, rồi. Bước lại đây đi. Rồi cô đưa bịch cho ăn. Rồi, chào chú nha. Cái bình. Dạ, chùa là một cái nơi để mà mình lễ Phật cầu an cho gia đình của mình. Nhưng ở chùa Lá Sen này điều đặc biệt là có thể thu hút khách tham quan bởi cái nét đặc biệt, bởi cái lá sen nó lớn khổng lồ như thế. Và ở đây thì rất là thân thiện. Và điều đặc biệt ở đây thì mình có thấy một cái anh này, anh đang, anh là một cái nghệ nhân khắc chữ. Dạ em chào anh. Dạ. Dạ anh khắc chữ mình bán thanh hả? Dạ đúng rồi. Khắc chữ một cái mình khắc một cái vậy là bao khoảng bao nhiêu tiền anh? Từ 20 cho tới 130. 20 cho tới 130. Khắc chữ theo yêu cầu được hả? Rồi bây giờ anh có thể cho em vô để anh tiện em quay được không? Em quay là phải mua. Dạ dạ đúng rồi. Không, bình thường. Chơi chơi chọc chơi thôi. Dạ, không, em mua mà. Đâu có chọc chơi mà. Dạ. Anh tên gì? Tên Thuấn. Anh Thuấn hả? Dạ. Anh có thể mình vừa khắc vừa trò chuyện được không anh Thuấn? Dạ được. Anh Thuấn ơi, anh có thể khắc cho em cái chữ Bùi Hồ TV TV á. Dạ. Khóa là xài để bàn. Em để một cái để bàn đi. Để bàn kích thước cũng gọn gọn thôi. Rồi là cỡ này là 50 và theo tuổi mình thì 80. Cỡ đó được anh. Cỡ. Em bán cái này ha. Dạ. Bùi Hồ TV nha. Dạ. Anh trước giờ anh khắc ở đây hay gì anh Huấn? Đúng, mình ở đây cũng mấy năm rồi. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dưới 40. Chắc cậu ơi.
Anh làm nghề khác lâu chưa? Khoảng 8 năm, 9 năm. 8, 9 năm. Cái nghề này anh học ở đâu? Học ở Cần Thơ. Học ở Cần Thơ. Có nhiều người làm được giống như anh không? Cũng có, vòng vòng mình đây chắc có 10 người. Đồng bằng mình ở đây. Dạ, đồng bằng sông Cửu Long mình chắc khoảng được 10 người. À, 10 người. Rồi học, mình học khoảng bao lâu là mình ra nghề? Khoảng 3-4 năm vậy đó. Dạ, để chơi bùi hồ rồi ha. Dạ, bùi hồ TV luôn nhanh. TV. Dạ. À, đôi chân anh bị tật thì anh Huấn? Đúng rồi, anh bị sốt bại liệt. Sốt bại liệt hả? Dạ. Là từ khoảng bao nhiêu tuổi anh lại bị như vậy? Gần 2 tuổi. Ôi, anh khác anh không cần vẽ trước sao? Không. Dạ. À, nghệ thuật khắc theo yêu cầu. Lộng tên là không vẽ trước. Ai nói tên gì thì mình cứ ra tên đó vậy thôi. Dạ. Cái này là chỉ có nghĩa là có khiếu mình mới làm được hay là người bình thường vẫn làm được? Cũng tùy theo người. Coi nha, trước đây có cái chữ nào mà người ta yêu cầu mình khó lắm, mình không có cắt được không? Có hả? Chữ Thái, chữ dân Khmer. Dạ. Nó ngoằn ngoèo quá mình cưa không có ra. Dạ. Còn chữ Việt mình thì được hết. Trước giờ anh có đi làm ở xa không hay là anh chỉ ở chùa này thôi? Có, mấy năm trước thì mình cũng đi vòng vòng mấy tỉnh đồng bằng mình thôi, chứ cũng không biết Cần Thơ, Vĩnh Long này kia thôi. Cũng không biết sao, tại vì điều kiện mình đi khó. Ôi, cắt y găng một cái máy CNC ha. Lập được lập trình sẵn. Rất nhanh nè cô bác anh chị. Có khi nào mình cắt gì nó có khi nào nó bị hư không anh? À? Có chứ. Có hả? Đâu có gì hoàn hảo. Có lỗi. Anh có vợ con gì không anh? Có rồi. Có con chưa? Có con rồi. Con năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ đang chuột, gần 1 tuổi rồi. 80 ngàn. Cái miếng của em thì anh phát khoảng bao nhiêu lâu? Mình cũng ít có canh giờ mà độ từ cỡ 5 phút, 7 phút gì đó thôi. Cái đó có nãy giờ được chắc hơn phút rồi hả? Dạ, đúng rồi. Anh học cái nghề này là khoảng bao nhiêu lâu? Mình học cả 3 năm ạ. Học 3 năm nhưng mình không có thời gian, mình vừa học vừa làm nghề khác nên học vừa nghỉ. Dạ. Cô lấy con đó luôn hay là lấy con chuột khác rồi thất tên cho cô? Cái con chuột này là cái chữ phát tài. Một con chuột. Con chuột này giá bao nhiêu nè? 81.000. Dạ. Cô đợi dành vài phút nha cô. Lỡ tay cái. Đây là tay anh cắt cho em. Cắt cho này một xíu. Quả này có cổ rồi còn để sơn màu rồi. Lúc trước em cũng có gặp một anh ở Phú Quốc. Anh nói cũng cắt giống như anh. Anh đó cũng hai chân cũng bị tật. À. Dạ, anh đó anh tên anh Linh. À đúng, anh Linh biết. Anh biết không hả? Biết, anh lên là ảnh làm nghề đầu tiên. Tại vì trong nghề mình cũng có mấy người thôi, nói tên thì biết hết. Anh em trong hội cũng tập nhau không à. Dạ. Cái nghề này mình học ở trong hội hay là mình học ở ngoài? Trong hội cũng phần là học ở ngoài, có mấy anh kia học nữa. Dạ. Quá, quá nghệ thuật. Có nghĩa là khi khắc thì không thể tưởng tượng ra được cái chữ nó như thế nào. Nhưng mà khi quan trọng là cái miếng gỗ nó văng ra, anh đẩy lên thì mình mới biết được ha. Dạ, dạ. Mình thấy được cái hình của nó. Dạ, đúng rồi. Cái cưa đó cũng bén quá ha anh ha. Thì hiện bây nhà anh ở gần đây luôn ha anh? À, ở gần đây luôn anh. Thì hiện bây giờ là anh chỉ khắc ở đây thôi. Đúng rồi. Anh không đi đâu nữa.
đi với cũng vất vả, mình làm không sao. À, chi phí mỗi thu nhập mỗi một ngày như thế là mình đủ trang trải cho gia đình của mình không anh? Cũng tương đối, tại vì đỡ đi xa nên cái chi phí phát sinh cũng ít, không có đổi nhiều. Thời gian của mình là cắt từ mấy giờ đến mấy giờ? Thì 7-8 giờ sáng rồi qua đây là tới chiều chiều mình về 4 giờ. Vợ anh làm nghề gì? Cũng phụ mình làm nghề này luôn. Anh Hứng cắt cây gan là em cũng rất là thích xem anh cắt như thế này. Dạ. Tại vì điều đặc biệt là không về trước nhưng mà cắt ra được cái hình là cực, để đó là tưởng tượng trong đầu cực kỳ khó. Dạ. Chứ hỏi cô đó dùm chú ha. Cái đó là mình chà nhám hả? Cái đó mình hay sao? Có bản màu bên đây nè. Để hồi về. Rồi gì xong rồi đó. Để y một màu được không? Được. Ông không muốn màu thì để gì quét màu gỗ thôi. Quét màu gỗ. Quét vô bóng chú đi, chú làm cái đó. Đó không vô bóng. Tranh thủ giùm đi sợ. Dạ dạ, để con cháu nó phụ. Ông Bùi Hồ TV. Rồi cái chữ của mình nó có muốn sơn màu hay là để màu gỗ? Anh màu. Cho nó màu đỏ đi, chữ đỏ. Nó màu đỏ giùm em. Đỡ nó khoảng hơn 5 phút anh ha. Hơn 5 phút hả? Dạ. 5 phút là tại vừa cưa vừa tâm sự với anh đó. Anh không tâm sự là nãy giờ anh đã xong rồi đó. Cũng có nhiều người lên mạng nói anh này cưa lâu, anh kia cưa mau vậy. Mỗi người mỗi khác. Không, mà quan trọng là nó phải nó mang cái tính nghệ thuật. Mình làm nghệ thuật mình không có nói. Dạ không có nói lâu mau mà cái sản phẩm nó cho ra nó như thế nào anh ha. Dạ tại vì mỗi người mỗi khác. Chị của mình màu đỏ ha. Dạ. Để không màu đỏ sơn cho cô này. Để chút chú sơn. Dạ có. Để em qua đó cái ha. Dạ dạ. Trầu. À. Cái này là hơi bề bộn. Dạ không có gì. Em bước qua coi ảnh sơn. Thủy là con nào? Con Thủy, đợi em chút. Đây là cái quầy hàng của anh Thuấn nè. Ở đây có rất là nhiều cô chú anh chị là khách tham quan đến đây. Dạ dạ. Tấn đưa cho chú đợi xíu sang cho em. Để anh đây giùm chú. 2 phút nữa cô đợi sang cho anh này sơn mau lắm. Con lấy cái bọc để vô miếng giấy giùm chú cái tao. Giấy đặng lót cho cô đây. Đây là cái chữ chữ phát tài của cô áo đỏ. Thành con chuột. Dạ. Còn cái chân nữa, có chân rồi, cái chân quét giùm chú cái chân luôn tấn. Lựa cái nào. Quét một mặt hay hai mặt thấy không? Hai mặt luôn đi rồi. Lựa cái nào vừa vừa gắn giùm chú cái nha. Cô rất nghệ thuật ha. Lúc trước cũng ngưỡng mộ mấy anh đi trước rồi đó. Dạ. Rồi mình ngưỡng mộ mình học. Trước đây anh có biết vẽ không? À. Không hả? Tại vì ngưỡng mộ mấy ông sư huynh ông cưa này nè. Dạ. Ngưỡng mộ quá rồi học phải không? Đam mê rồi học theo thôi. Thích lắm. Thấy mà ông cưa thích. Hết giờ bóng chú ơi. Ừ, bên đây còn nè. Linh là ổng sư huynh đầu tiên. Rồi đưa chú ha. Rồi xong rồi đó hả anh ha. Xong rồi để xíu khô cây quét. Ha, để cái màu này nó khô thì anh Thuấn sẽ quét sơn một lớp dầu bóng lên. Tại vì giờ nó còn ướt nè. Thì thông điệp là Bùi Hồ TV sẽ mang đến những cái giá trị độc đáo nhất, những cái nghị lực vươn lên cho cô bác anh chị xem. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho Bùi Hồ. Em muốn khắc tên gì vô. Đây là cái tên yêu cầu, đây là cái tên kênh của em. Dạ. À, cái tên kênh YouTube của em á. Vậy hả? Bùi Hồ TV. Dạ. Để gắn đỡ gì chút đi rồi chút con. Ồ. Đó, thấy chưa? Thấy, thấy đẹp ghê chưa? Cho hai chục luôn. Có nghĩa là các nét chữ nó đều liền với nhau hết. Dạ. Dạ cảm ơn vậy. Rất đẹp. Rồi chào anh Hen ha. Dạ cảm ơn.